Này, dân mình làm sao mà chạy như là bị ba đuổi thế hả? Không bởi ra. Ừ. Họ chạy ra trụ sở thôn, nghe thấy bảo ở đây có chiếu tivi. Hả? Tivi? Thôn mình làm cốc chỉ có điện mà xem tivi. Ừ. Bởi vậy mới lạ. Mới phải đến tận nơi để mục sở thị. Tôi vừa đi qua trụ sở, chỉ thấy bác Liên với đám thanh niên đang ý ơi hát múa, chứ có thấy tivi thì viết gì đâu. Thôi, cứ bỏ ra, để cháu đến đấy một tí xem thử thế nào đã. Đến mình mà còn chưa dám mua tivi, thế mà nhà nào chơi ngông thế nhỉ? Đấy, đi đâu đây? Về, về là về thế nào? Đi lên! Chương trình tivi có đội văn nghệ thôn Tè trình diễn bắt đầu. Đi vàng vàng đậu đấu tranh chống quân ngoại xâm, khen cô gái mường. Thôi. Về. Còn ai đâu mà gác vậy? Không biết đến bao giờ thôn Te của tôi mới có được một cái tivi. Sung sướng. Thôn Te an ninh trật tự, bà con yên tâm. Công việc của tôi, một trưởng ban an ninh thôn, như bà con đã biết, có rất nhiều điều khó xử. Từ trước đến nay, dân ta có thói quen để lẫn lộn tình cảm với công việc. Như vậy là không được. Pháp luật là pháp luật. Có nghĩa là ngô phải ra ngô, khoai phải ra khoai. Ngô, khoai, khoai, ngô. Không thể nhập nha. Đúng rồi, ngô phải ra ngô, khoai phải ra khoai. Vậy, việc ông tập diễn thuyết với việc ông trèo lên dọi lại cái mấy nhà bị dột, thì việc nào là ngô, còn việc nào là khoai đây? Ui giời, biết người ta sợ trèo cao, cứ hành. Thế ông cũng sợ họ cười vào mũi ông, khi thấy tôi trèo lên mái nhà hay sao? Thế mà cũng đòi là trưởng ban an ninh. Trèo lên đi. Ui giời. Em giữ thang cho. Nhưng mà ngã sao được mà lo. Trèo đi. Ô hay, phải mở mắt ra mới trèo được chứ. Mà tôi rõ chán. Cố tình bắt anh làm việc này để tập cho anh hết lệnh sợ trèo cao. Mà nào có được. Thôi xuống đi. Bố ơi, mẹ ơi, nhà chú Nam mua tivi. Hả, con nói cái gì? Lại tivi có đét như của bố mày chứ gì. Ừ phải, tivi thật, quá cướp. Con đi xem đây. Này, này. Đưa tay cho người ta xuống. Này, này.
Kìa chú Na, chú Na, cái máy này có chạy được không? Không chạy được thì mua về là bại mũi trùng. Hôm mở cháp này thu được hình gì? Chứ lại không tại à? Cái xe nằm như xương cá để làm cái gì nhỉ? Cái đáp sóng đấy, thế mà cũng không biết hả? Cả hôm này mới chỉ nghe nói đến cái máy hình, chứ à đã thấy nó bao giờ? Này, thế chạy bão quy à? Thôn ta lấy đâu ra điện hả bác? Bao nhiêu đấy? Rẻ mà, bằng mấy tạ na thôi mà ông anh. Vậy mà bảo rẻ, có triệu bạc còn gì nữa. Này ông, nhà mình cũng cố dành dụng để mua lấy cây kèo ghe. Thôi, để đến tối mời mọi người sang nhà em chơi. Còn bây giờ em xin phép về để buộc anten bắt sóng truyền hình đã. Thôn ta vùng đồi phải treo anten rõ thật cao. Cái anh TV này là phức tạp lắm. Thế nhỉ? Thế bao giờ nhà mình mới được như nhà chú Na? Sẽ có. Thế nào thì cũng sẽ có. Anh hứa. Mưa lắm, chúng mày ở bố có làm được không? Hỏi xem bố có làm được không? Bố ai có làm được không? Cái gì? Sao lại không làm nữa? Hả? Thế tối nay chúng mày có định xem không? Ăn đi! Mưa thế này ăn thua gì? Ê! Đấy, đi. Này này! Quay sang hướng đằng kia cơ mà! Chắc rồi! Chắc rồi, chắc rồi. Tao còn nữa. Ném xuống đây anh lên. Ném xuống đây anh lên. Ném xuống đi kìa. Chúng mày ném cái gì thế hả? Của một đống tiền. Ném là ném thế nào? Buộc cho chắc vào. 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 Có bàn chân lặng lẽ giữa dòng đời như nước cuốn. Chập chờn trắng đen không thể nhìn thấy đây. Từ trong bão giông vẫn nghe tiếng đưa đây. Cuộc đời như giấc mộng trà bay. Đứng lại, tao không cần khẩu súng của mày.
Tôi biết lỗi rồi mà. Biết lỗi mà sao mà? Thế tớ phải làm thế nào? Cho em vào. Tôi tớt vào, mặt mày chăm cái tao cho vào. Đây rồi, thấy chưa? Họ đã cho thực hiện những tấm tài liệu thật đấy. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 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 đây á, đây không thèm ghen tức nhá, đây để hơi sức ấy, đây ngồi quạt cho nó mát. Nhưng mà khốn nạn, khốn nạn nó mơ vừa thôi. Đó là cái đồ tứ chiếng, cái đồ giang hồ. Mày là ai? Mày là ai tứ chiếng? Ai giang hồ hả? Tao bảo mày đấy, mày là đồ tứ chiếng, mày là đồ giang hồ. Tôi để tôi chân nợ đấy, tao mà không tin đã. Mày cứ để đấy, vợ chồng nhà nó không vinh báo được lâu nữa đâu. Về. Diễn viên chính Mimi Marty. Bà con ta đi làm đồng đấy à? Chờ anh Tâm ạ. Này, làm sao thế? Có sao đâu, buồn ngủ quá mà. Đây, làm gì mà mọi người ngủ la liệt hết cả thế kia? Bệnh gì kìa? Làm gì có, mọi ngày lên giường đi ngủ sớm, hôm qua đi xem tivi cả đêm buồn ngủ quá. Uống nước đi bác Túc. Vâng. Được rồi, uống nước đi. Nói thì bảo là tôi ghen ăn tức ở, chứ quả thật là nó có trải chuỗi hoa, mời tôi sang xem tivi tôi cũng chẳng thèm. Bao đời nay không có tivi, thôn tè nào có ai chết đâu. Chỉ tức là từ ngày có tivi, nhà nó lên mặt quá thể. Suốt đêm qua, nhà nó ấm ầm như chợ phở, loa thì vẫn hết cỡ, người lớn trẻ con la hét inh ỏi, đố có cho anh ngủ ngáy gì. Anh là an ninh, anh phải có biện pháp gì đi chứ, không thì gay lắm. Thôi được rồi, cuộc họp tới tôi sẽ nhắc nhở bà con, nhưng ông cũng phải thông cảm, thôn ta lần đầu tiên có tivi, bà con háo hức cũng là phải. Nào tôi có trách móc gì bà con đâu. Nhưng có điều này tôi muốn báo cáo với anh. Chuyện gì vậy? Cái tivi cả một đống tiền, có ba lần bắt đẻ nhưng cụ đời thôn ta cũng chưa mua nổi. Còn thằng Na ăn bữa sáng lo bữa tối thì từ đâu mà mua? Nó đi buôn hoa quả, mua chợ gần bán chợ xa, giỏi lắm mỗi ngày lãi 15.000. Thế mà nó sưng sưng lên là mua cái tivi gần triệu bạc, hỏi có nghe được không? Thế chẳng phải là bất minh ư? Cũng chưa nên võ đoán. Sở dĩ bà con thôn te chưa ai mua tivi là vì phải từ nay đến cuối năm đường điện chính phủ mới kéo về đây. Mà nhỡ ra nó có người họ hàng cho thì sao? Ai thưởng tivi mà cho nó? Tôi đổ rằng nó ăn cắp. Ấy ấy chết, ông không nên nói như vậy, phát ngôn cho nó cẩn thận. Mà ông có chứng cứ gì đâu nào? Anh không biết đi thôi. Thằng Na có một tiền án về tội ăn cắp. Bao giờ? Lâu rồi. Hồi anh đi bộ đội nên không biết. Đi giải liên huyện cơ mà. Dạo này thỉnh thoảng hắn bỏ nhà đi mấy tuần, thấy bảo là đi buôn đi bán. Nào ai biết tổ con chủ chuồn. Có lần hắn dẫn về nhà mấy thằng trông đặc phương đạo trích. Vào dịp ấy nhà tôi mất cắp liên tục. Sao không thấy anh ta đến khai báo tạm trú nhỉ? Lời ạ, có mà cho ăn kẹo. Quân du thủ du thực đi khai báo thế, chẳng hóa ra là lệ ông tôi ở mũi này. Nhưng lẽ ra thấy những việc như vậy
anh phải báo cáo ngay cho tôi biết mới phải. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, anh đã được phổ biến rồi, đúng không nào? Đành là thế. Nhưng thế tôi cứ nghĩ là, thôi thì bán anh em xa, mua láng giềng gần. Bây giờ thì không có mua có bán gì hết, không có anh em huynh đệ gì với cái quân vinh báo, cái phường trộm cắp ấy nữa. Ấy ấy, anh cũng đừng nặng lời thế. Theo tôi, Na nó không phải là người bất lương đâu. Từ ngày lấy vợ, thấy nó chăm chỉ làm ăn nuôi vợ nuôi con, có điều tiếng gì đâu nào. Thôi được rồi, hãng cứ biết vậy. Bây giờ tôi có việc bận, phải làm việc với anh Tâm công an xã, tôi sẽ xin ý kiến chỉ đạo của anh ấy. Thôi được, anh cứ về đi. Cái nhà anh Túc trị liệu chúa là lắm chuyện, anh phải cẩn thận, kẻo lại mua thù chuốc oán. Bà định dạy khôn tôi đấy à? Có giỏi ra mà làm trưởng ban an ninh thôn đi. Sao ôi, cái chức của ông ấy chỉ có mỗi một việc, tối tối nhắc nhở trai trắng trong làng đi tuần, đến trẻ con nó cũng thừa sức làm. Ai bảo bà thế? Làm trưởng ban an ninh thôn ấy là bận trăm công ngàn việc. Thế này, thứ nhất ấy là phải nghiên cứu bộ luật hình sự của nước ta. Thứ hai là... Thôi thôi, tôi nghe nhiều chán tay lắm rồi, ông khỏi phải nói nữa. Tốt nhất ông đi vào mà ngủ bù đi. Hôm qua ông cứ sụp sụp cả đêm, khéo mà ốm lăn ra, không ai hầu được ông đâu. Này, thế bà có biết là tối hôm qua tôi tức làm gì không? Hả? Anh Liên, anh Liên, tối qua anh cũng xem TV đấy à? Anh Tâm đó. Thì giờ đâu ạ? Tối hôm qua tôi nghiên cứu tài liệu, định tóm tắt những điều cần thiết nhất của pháp luật để phổ biến cho bà con bằng văn vân, thành ra... Anh định trở thành nhà thơ đấy à? Lều thơ còn trả xong, nói gì đến nhà. Cơ mà nói bằng văn vân ấy thì bà con ta dễ hiểu, dễ thuộc. Ví dụ như thế này. Luật pháp nào phải trò chơi, luật pháp là để người người nói theo. Xin ai hãy nhớ một điều, ngố khoai lẫn lộn ắt nhiều rối ren. Dạ, anh thấy thế có ổn không ạ? Ổn quá đi chứ. Dạ. Nhưng mà cái bộ luật hình sự của nước ta tôi đọc nhiều chỗ còn chưa hiểu được, lát nữa anh giải thích thêm cho tôi nhé. Nhất trí thôi, nhưng chiều nay cơ quan triệu tập em về dự lớp nâng cao nghiệp vụ, mọi việc về an ninh trật tự trong thôn anh Liên phải chủ động đi nhé. Vâng vâng. À mà này, thôn ta ai mới mua tivi đấy? Chú Na. Na nào nhỉ? Na Nhãn đấy mà. Bà con háo hức lắm, xem ấy là cứ mê tơi đi thôi ạ. Cuối năm nay thôn ta có điện, khối nhà mua tivi, thậm chí mua cả tivi màu ấy chứ. À này, bản tin an ninh địa phương ta tháng này đây, anh nghiên cứu rồi phổ biến cho bà con trong thôn nhé. Vâng, anh yên tâm, đài phát thanh thôn Tê chiều nào chẳng hoạt động ạ. Em đi nhé. À này, nhắc bà con xem tivi vừa phải thôi, phải giữ gìn sức khỏe chứ. Vâng ạ. Ông B ở xã Thụy Hương mất trộm một chiếc tivi đen trắng 14 in vỏ đỏ. Nghi cho tên Bền là người cùng thôn, hiện tên Bền đã trốn khỏi địa phương. 14 in vỏ đỏ. Không lẽ là như vậy? Bác Liên ơi, bác Liên. Sao? Bác sang nhà em ngay. Chuyện gì? Cái thằng Túc khốn nạn ấy, nó ghen tức vì nhà em có tivi, đêm qua nó sang nó phá nát bảnh vườn nhà em đó rồi. Rồi à, chúng mày làm cái việc thất nhân thất đức như thế này mà không giờ trời chua đất diệt à? Đứa nào ngậm máu phun người thì đứa ấy bị trời chua đất diệt, hiểu chưa? Này này, đây á, không lạ gì bản mặt nhà các người nhá, không các người dám nát bảnh vườn này thì còn ai? Thấy nhà người ta có tivi, ghen tức, không làm gì được nên tìm cách đánh vào kinh tế nhà người ta đấy hả? Này, đây nói cho mà biết nhá, nếu muốn, đây không thèm dẫm nát cái mảnh vườn này đâu, mà đây đập bẹp cái nhà thối tha kia kìa. Ôi làng nước ơi, nó dạ đập bẹp nhà tôi đây này. Không biết kiếp trước tôi làm nên tội gì mà rồi bắt tôi ở cạnh cái quân đều giả thế cơ chứ. Ôi trời ơi là rồi.
không ở được à? Không ở được thì dắt díu nhau đâm đầu xuống sông cho nó thanh thản. Còn đứng đấy kêu trời làm gì? Kêu đi, trời nghe thấy đấy. Kêu to lên, to nó lên. Mày nói ai? Mày khốn nạn. Mày có khốn người à? Mày có khốn người à? Thôi, mày sống cạnh tao mà còn khốn người. Mày cũng không thèm nói với các người nhá. Đi ơi, dừng lại. Không thể dừng lại. Quanh vào luôn được. Có nghe thấy gì không? Có dừng lại không? Đây này, tôi yêu cầu tất cả. Tinh chiến, nếu không nghe lời, xảy ra hậu quả. Chớ trách. Nghe đây này, chửi bới, thóa mạ lẫn nhau, làm mất trật tự an ninh thôn xóm, là vi phạm pháp luật. Hẳn là cả hai nhà đều không muốn như vậy, đúng không? Thế nào? Bằng chi phải ạ. Sao? Dạ vâng, đúng thế ạ. Làm cái gì thế hả? Cẩn thận! Xúc phạm thân thể người khác, dù đó là chồng mình, cũng là vi phạm pháp luật. Hàng xóm láng giềng, sớm lửa tối đèn có nhau, vậy mà... Tối qua mảnh vườn này vẫn còn nguyên vẹn phải không? Dạ vâng. Đích thị là như vậy đấy ạ. Thế sao bảo là cô chú định dọn sạch cái mảnh vườn này, bỏ mía, bỏ chuối, làm mấy luống cải ăn cho mát ruột cơ mà? Dạ vâng, thì mấy hôm nữa em cũng định phá đi để trồng cải. Thế còn tiếc gì nữa? Một công đôi việc. Ta nhổ quách cái đám mía, chuối, ngô, khoai, hỗn độn này đi. Mảnh vườn là nhỏ, tình làng nghĩa xóm mới là lớn. Phải không nào? Bỏ qua chuyện này đi. Không được. Bỏ qua là qua thế nào? Chúng tôi không chịu thế đâu. Gia đình họ làm mất danh dự gia đình chúng tôi. Chúng tôi phải làm cho ra nhẽ. Đúng thế đấy. Ngô ra ngô, khoai ra khoai. Vâng. Bác vẫn nói thế cơ mà. Vâng, ngô. Thôi thôi. Họ quá thể lắm cơ. Thôi được, tôi sẽ trả lại danh dự cho gia đình đồng chí đây. Gia đình đồng chí Túc, không phá vườn của anh chị Na. Tôi xin nhắc lại, gia đình của đồng chí Túc, không phá vườn của anh chị Na. Vườn của anh chị Na không phải do gia đình đồng chí Túc phá. Được chưa nào Túc? Thôi, vào nhà đi. Một sự nhịn là chín sự lành. Ông cũng nên nể tôi một tí, đừng có chấp nên như thế. Ngay bây giờ tôi đề nghị ông đưa vợ vào trong nhà. Đi đi. Bác sửa như vừa rồi là không ổn. Nhưng nói như bác cái chả hóa ra là nhà em vô ăn giá họa cho nhà nó. Chú này, vào nhà. Cả cô nữa, đi vào đây. Chú ngốc lắm. Tôi là tôi giữ thể diện, xuê xoa cho chú. Chứ chú là chú say lè lè ra rồi. Xoa là xoa thế nào? Tối hôm qua mọi người đến đây xem tivi đông lắm phải không? Ui giời, đông lắm. Đông là bao nhiêu? Em chẳng nhớ rõ, chỉ thấy đông nhỉ. Khoảng khoảng thôi. Cả người già trẻ con, dễ phải đến 100 người nhỉ. Thấy chưa? Cứ cho là 100 người đi. Xem tivi từ 6 giờ chiều cho đến 11 giờ đêm, cả thảy là 5 tiếng đồng hồ. Trung bình mỗi người phải đi đái một lần. Mà chỗ đi đái nhà cô chú lại ở sau vườn. Đèn đóm thì chả có, đường thì tối thui tối mò. Đương nhiên là họ phải dẫm bừa. 100 lần đi, 100 lần quay lại, vị chi là 200 lần. Làm gì mảnh vườn chả nát bấy.
Đúng không nào? Tớ nhìn thấy ở vườn biết bao nhiêu là dấu chân, dấu dép đủ các cỡ. Người làng mình chứ ai? Chưa chi đã hồ đồ nghi ngờ cho nhà Túc. Nó mà có nghiệp vụ như là tớ đây này, nó suy luận ra, nó đột lại vợ chồng chú, có mà bẽ mặt. Ừ, vâng vâng, đúng đấy ạ. Lúc nãy cũng nhờ có bác nhanh trí bác gỡ cho, nếu không thì... Mà cũng chỉ tại cái tivi phải gió ông mang về. Cái gì? Chỉ tại cái mồm xoé xoé của mụ ấy. Chưa chi thì đây định chu lên. À? Trật tự. Cái gì? Trật tự. Lại xâm sở vi phạm pháp luật đấy. Này nhá, tối nay làm một cái biển treo ngoài cổng, đề nghị với bà con đến đây xem tivi thì đái trước ở nhà, thế là xong. Hả? Đợi lúc nào êm êm sang nhà Túc lựa lời xin lỗi nó một câu nhá. Vâng. Rõ thật là chăm sự chỉ tại ông thôi. Chờ nặng quá ra đồng nỗi này chứ. Từ đây sang Thụy Hương có mấy bước chân, cứ đi bộ cũng được. Cứ vận người ta lên xe thì em cứ ngỡ là đỡ được bác đoạn nào hay đoạn ấy. Mà bác Hương Bê có quen biết nhau đâu. Bác đừng có để làm gì. Có tí việc. Bây giờ tính sao đây? Để tạo một quán, đến ngã ba môi mới có quán vá xe. Sửa xong em lại đưa bác đi tiếp. Ấy thôi, tôi chiều ông cả món. Bây giờ thế này, tôi phụ với ông đẩy xe ra ngoài ngã ba, rồi mời ông ở lại vá xe. Thế còn bác ạ? Tôi đi một mình. Nào nhanh. Nào. TV đen trắng, vỏ đỏ, có vết thủng đằng sau. Chỉ cần hình rõ tiếng to là được, chứ có phải hoa quả mang ra chợ bán đâu mà cần phải đẹp ngã bác nhỉ? Chạy bằng ắc quy. Vâng, cứ vài hôm em lại phải mang lên huyện để nạp điện. Gớm, chỉ mong ngày mong đêm cho đến khi thôn Te ta có điện. Mà bác ghi chép cái gì đấy? Để khi nào có điều kiện tôi cũng mua một cái giống của chú. Này, hỏi thật nhé, chú mua cái này bao nhiêu tiền đấy? Thì hôm qua em đã trả lời bác rồi đấy thầy. Cũng chả mấy triệu. Gia vợ chồng chú cũng giàu đấy. Đâu, cũng đáng đồng tiền bác gạo bác ạ. Cô hai, bác Liên, bác xây nước đi chứ. Sao lại ngồi thần mặt ra thế? Bác lại còn thở dài nữa. Có chuyện gì thế bác? Chú Na này, tôi thấy làm cái anh trưởng ban an ninh thôn cũng chẳng sung sướng gì. Nhiều lúc muốn bỏ quách đi cho rồi. Sao này bác nhụt chí thế? Mọi khi em thấy bác hăng lắm cơ mà. Tính tôi ưa rạch rồi. Ngô ra ngô, khoai ra khoai. Đã nhận trách nhiệm trước bà con, tôi quyết làm đến nơi đến chốn. Nhưng muốn làm được như vậy, phải có sự thông cảm của tất cả mọi người. Nhìn đâu cũng trong họ ngoài làng, thỉnh thoảng phải xử lý việc này vụ nọ, đau đầu lắm. Bà cứ nói vòng vo tam quốc cái gì thế? Em không hiểu. Pháp luật là pháp luật.
Bản dân quê ta là cứ hay để tình cảm xen lẫn với công việc. Như vậy không được. Ngô phải ra ngô. Mà... Thôi, gớm bác ơi, ngô mới chả khoai mãi, sốt ruột lắm. Ừ. Chú Na, có điều này tôi muốn hỏi, nhưng khó nói quá. Cái thằng cha Túc, nó lại kiện cáo em cái gì có phải không? Rõ ràng chiều hôm qua em còn nhìn thấy nó đèo bác đi đâu, thế nào nó chả toan hót cái gì đấy? Chú đừng nghĩ xấu về người khác như thế. Tôi hỏi điều này, chú phải nói thật. Cái TV chú lấy ở đâu? Chú nói đi, vì đâu chú có cái TV này? Bác ạ, đúng là cái thằng Túc chết dẫn nó vu cho em đi ăn trộm rồi. Vợ chồng nhà ấy khốn nạn quá, em phải cho nó biết tay. Này, à, mà em nói cho bác biết nhá, nếu đây là của ăn trộm ấy mà, thì em đã phải giấu biến đi, chứ đời nào là còn phô ra thế này, rồi là còn đánh trống gõ mõ mời cả thôn đấy xem. Tôi không nghĩ chú làm cái chuyện tệ mặt ấy. Tôi chỉ muốn hỏi, chú có cái TV này là do mua hay ai cho? Thì em mua. Mua ở đâu? Trên tỉnh. Cả quy, cả tem. Cái nhà bán TV cho chú ở đâu? Chú có nhớ không? Tuần nào tôi cũng đi nạp ác quy cho đài phát thanh thôn. Cái ác quy này này là của thằng Chiến Âm ở huyện ta, nó tự chế. Nó chuyên môn đánh dấu cực dương bằng màu xanh. Vậy mà chú bảo tôi tin là chú mua cái TV này ở trên tỉnh à? Hả? Có đi quá. Này, thế họ nói với mình chuyện gì? Toàn thấy hỏi về cái tivi. Thế hả? Em này thì mày tiêu rồi. Phương trộm cắp tình phi à, mày chết. Chú Na, mọi người bầu tôi vào cái chân trưởng ban an ninh thôn, chẳng qua như con bù nhìn đứng trong vườn cây cho chủ, có động chân động tay nổi đâu mà bảo tôi làm được gì hại chú. Tôi chỉ đứng đấy nhắc nhở lũ chim định xà xuống mổ trái cây rằng ông vẫn đang nhòm chúng mày đây. Thế thôi, chú có hiểu không? Em nói thật với bác, em cứ nói đùa với mọi người rằng em mua cái tivi này tiền triệu là em bốc phét cho nó sang mồm thế thôi, chứ còn lấy tiền đâu ra. Sao? Cái đứa nó bán cho em, nó đòi 200, em trả bừa một câu 80, đúng bằng tiền sọt na của em. Ai ngờ nó đồng ý, thế là em mua thôi. Hả? 80 cả quy. Vâng. Vậy thì đích là của gian rồi. Chú mua của thằng bên Thụy Hương, có đúng không? Tôi đoán không sai mà. Chú đã mua phải đồ ăn trộm. Chú xem đi. Thì cứ cho là thằng bền nó ăn trộm đi. Nhưng mà em không ăn trộm đâu. Thế chẳng lẽ em mua cũng là phạm tội à? Mua thì không phạm tội, nhưng mua đồ ăn cắp thì phạm tội. Tội tiêu thụ đồ gian. Nhưng làm sao biết được đấy là đồ gian? Khôn như chú, thừa biết một món đồ bán với giá rẻ đến như vậy mà lại trong tay một thằng cờ bạc nghiện hút như thằng Bền thì không thể là chuyện bình thường được. Chẳng qua là chú tham, đúng không? Làm người ai mà chả tham hả bác? Ở địa vị em, thấy nó giao bán rẻ rê ra như thế mà lại là cái thứ lâu nay cả thôn ao ước. Hỏi bác, bác có quay mặt đi được không ạ? Mà cũng có thể
Nhưng mà không, không được. Đấy nhá. Thế là chính bác cũng vừa công nhận là em không có lỗi nhá. Chú không có tội. Đấy là nói theo lối tình cảm giữa tôi với chú, tức là ngô khoai lẫn lộn. Còn với pháp luật thì không phải là con bù nhìn như tôi. Pháp luật nghiêm lắm, không dọa nạt ai bao giờ. Mà pháp luật là khẩu súng. Con chim nào trông thấy bù nhìn mà không sợ, cứ xả súng ăn trái, đoảng, bắn luôn. Bác nói nghe ghê bỏ bố. Cứ làm như là mua một cái tivi cũ thì bị mang ra xử bắn không bằng. À, đấy là tôi nói hình tượng như thế. Dương cơ mà bây giờ em đã chót mua mất rồi thì làm thế nào ạ? Có lẽ chỉ bị phạt hành chính và tịch thu cái tivi thôi. Tịch thu là tịch thu thế nào? Thế còn sọt na của tôi ai đến? Sọt na thì đi tìm thằng Bền mà đòi. Thằng Bền? Được rồi. Ơ kìa, này, này, đi đâu đấy? Hả? Ơ kìa, tôi lại, bỏng lại, tôi đi làm cái gì thế? Bắt buộc em ra, để em sang em sinh tử với nó một phen. Thằng Tô Cô Na, nó phải riêng mai. Cô nghe tôi, không được làm bệnh. Bắt buộc em ra, em phải sanh chín với nó. Thằng Tô Cô Na, tao phải riêng mai. Cô cháu tao bảo nghe không? Bắt buộc em ra, cô đi tù hả? Tao riêng phải trở lại. Bác buộc ra, bác buộc ra không thì ngay kể cả bác em cũng không thể nữa đâu. Chú định phạm ra cái tội chống người đang thi hành công vụ đấy hả? Còn gì là kỷ cương phép tắc nữa? Ngô phải ra ngô, khoai phải ra khoai chứ. Nhưng mà muốn gì thì gì, em cũng không chịu để mất cái tivi đâu. Thôi được rồi, chiếc tivi cứ để yên đấy. Gia đình chú và bà con tạm xem, đợi anh Tâm công an về rồi sẽ định liệu. Nhưng nhất thiết không được mua bán trao đổi, kẻo lại phạm thêm tội đấy. Ra chính quyền tôi không cứu được chú đâu. Tôi biết làm như vậy là mất niềm vui của chú, cũng là niềm vui của bà con thôn ta. Bản thân tôi cũng thèm xem tivi lắm chứ, nhưng trách nhiệm buộc tôi phải làm như vậy. Chú với bà con đừng oán trách tôi. Ông Túc, Túc ơi, đây, đỡ đây, đỡ. Ôi, làm trò gì đó? Sao lại tháo ông tem ra? Ông Tâm đã về đâu? Xem nốt tối nay đã. Tội gì không để cái chết cho thằng khác? Thế gỡ lại vốn. Mà phải bí mật đấy nhé, đừng để thằng gián điệp béo nó biết. Không khiến dặn. Bán lại à? Bán cho ai? Bán cho ai hỏi làm gì? Sao lại không hỏi? Chạy đi báo ngay cho quan liên biết. Nhà Na đang định tẩu tán tăng vật. Đi. Có nhà không? Có. Tốt.
Tôi nói rồi, tôi là tôi không có tiền mặt giả ông đâu nhá. Được rồi, thì bố cứ giả con đủ 8 sọt bưởi thế là ổn, thỏa thuận với nhau thế thôi mà. Nhưng mà cái máy này nó cũ quá. Sáu sọt nhá. Thôi cũng được, bố chắc quá đấy. Mua bán thì cũng phải mặc cả chứ. Như này, chắc chắn là nó vẫn chạy được đấy chứ. Hay, chẳng nhẽ con lại dám lừa bố à? Được rồi, để con ra con bắt cái cần câu hình lên đã. Giữ chặt với nhau. Cho nó chạy đi. Vâng, có ngay. Có thấy hình nghĩa gì đâu. Nâng cao cái cần câu hình lên. Cao nữa lên. Có cao hơn được nữa không? Đấy, bố thấy chưa? Cái giống này là cái cần câu hình càng cao thì hình nó càng đẹp. Cao nữa lên. Đấy, sao lại hạ xuống thế? Giơ lên. Đừng nghiền đấy. Cấm động đậy. Tôi nên dặn ông thế nào? Phát hiện ra vấn đề gì phải báo ngay cho tôi biết. Em có cho cháu xong báo ngay với bác. Nhưng nhà kia sai lưu manh chặn đường khiến thằng bé sợ mất mật bỏ về nhà, thành thử đứt liên lạc ạ. Thế sao không tự đi, lại sai chuyện cho con trẻ? Bữa trước em thấy nó cầm dao xông sang nhà em định gây án, em cũng hãi ạ. Ai để cho nó làm thế mà ông sợ? Ngô ra ngô, khoai ra khoai chứ lị. Vâng, em rút kinh nghiệm ạ. Mời bác vào xây nước ạ. Trước tivi đâu? Tivi nào ạ? Em làm gì có tivi nào? Này, tôi không đua ở với chú đâu nhá. Tôi hỏi lại, chiếc tivi đâu? Em trả rồi. Trả cho ai? Em trở lên huyện, trả lại cái thằng mà nó đã bán cho em ấy. Nó là thằng ăn trộm. Nhà nó ở đâu? Em cũng lại tình cờ gặp nó ở trên đường ấy. Chú tưởng chú đang nói chuyện với trẻ con đấy hả? Chú giấu cái tivi ở đâu? Hay là nó bán nó cho ai? Em nói thật nhé, em bán rồi. Vì là em mua nó, bây giờ em có quyền bán, đúng không nào? Tôi đã thông báo cho chú, đây là tang vật của một vụ trộm. Chú làm như vậy là vi phạm pháp luật. Nhân danh trưởng an ninh thôn, tôi tạm giữ chú cho đến khi tìm thấy cái tivi. Gì? Bác bắt giam em à? Tôi không bắt chú, tôi chỉ tạm giữ chú ở trụ sở thôn Tê. Chuẩn bị đi. Tối nay chiếu phim gì chú Na ơi, có hay không? Chuyện gì nhỉ? Chả hiểu. Thế nào, nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần chú nói tên cái người đã mua lại chiếc tivi của chú. Có nói không? Bán cho ai? Hay là vào trong này cho muối nó thiếu? Em có mang màn đây rồi. Mau.
bị chủ đạo gớm nhỉ. Bác ơi, bác nhớ nhắn vợ em mang cho em cái điếu cày nhé. Được. Thế nào chú Na, chú có định nói không? Em mời bác búi bưởi. Ui giời, bưởi với bằng gì, lòng dạ đông mà ăn nữa. Chú bán cái tivi cho ai? Thì bác cứ ăn với em múi bưởi đã nào. Bác Liên, bác Liên ơi, bác Liên à? Gì? Này, thế tại sao cái anh tivi lại cứ cần phải có anten thì mới xem được nhỉ? Anten à? Đúng, anten. Bác ơi, đồ cháu bảo, cái này vẫn còn dùng tốt đấy ạ. À, thế à, mày giữ thằng cho bác nhá. Vâng ạ. Trông thấy gì chưa hả bác? Bác phải trèo tít lên ngọn cây, bây giờ mình thấy nhà nào có anten mất ạ. Chị ơi, xem tivi. Đi xem tivi. TV ở nhà ai? Nhà mua bưởi. Thì bác cứ ăn với em muối bưởi đã nào. Mình ngu thế. Vẫn dậy đã dám lừa rồi. Nó lại đùn được cái củ ăn cắt. Có buộc phải thu cái tivi để trả lại cho người đã mất. Tôi chẳng đã thôi, mong chú thông cảm. Ấy không không không, tôi nói là nói với thằng Na ấy. Chứ anh thì anh làm như vậy là để giữ nghiêm phép nước, phải lắm phải lắm. Chú ký vào đây ạ. Tâm của tôi sáu son bưởi rồi. Na ơi là Na, mày là cái đồ chết băm chết bằm chết đâm chết chém. Cú Theo, ăn bưởi ngon thế không cho tớ với à? Mày nói này, cái thằng mất dạy. Trời ơi. Thưa cô, để cho bà con xem hết chương trình TV, anh hãy mang đi. Trong khi chờ đợi, ta làm vài chép. Ê, thưa cô, đừng làm bà con mất vui. Uống đi. Đấy. Chồng ấy có cả vợ con anh đấy. Mời anh cả chén. Vâng, mời cô. Không xem xét gì hết. Cái tivi là của ăn trộm, đứa nào mua nó là đồ ăn trộm, mà đứa nào đi xem cũng là đồ ăn trộm. Đợi khi nào thôn này có điện, mua sẽ mua cho chúng mày một cái tivi còn oách hơn thế nhiều. Dễ có đi đời sang tiểu thì nhà này mới có tivi. Người đâu mà ác độc thế, con trẻ nó thích đi xem thì cứ để cho nó đi. Dễ thường, cả cái thôn Te này toàn là phường trộm cắp đấy. Cả thôn xem, nhưng nhà này không thèm xem. Hiểu chưa?
Thư với đơn kia đợt, thằng Na kỳ này tù mọt không? Là đây khoái rồi, cấp cần xem. Thôi, không thèm xem nữa. Nào, đi vào ngủ đi con. Đó về nhá. Chết chưa? Có sao không? Kéo hỏng hết cái tivi đấy. không sao. Hay là để cái tivi lại đây, sáng mai qua lấy mang đi sớm. Mất bao nhiêu công sức điều tra xét hỏi mới tìm lại được cái tivi để trả về cho chính chủ. Bây giờ nó rơi xuống bẹp xuống thì còn ra cái quái gì nữa. Vâng. Có lẽ theo lời cụ tôi, cái còn gì nữa, cứ để lại đây. Cụ nhớ cất cẩn thận. Yên chí, mai cháu qua lấy sớm. Tèo, Tèo, đưa Bắc Liên về. Này, kể ra có tivi cũng quái chập đấy. Tớ sẽ dành dụng mua cho mẹ đi nhờ tớ với lúc trẻ một cái thật to mà to như đây này. Cú Bưởi, cú Bưởi, thế này là thế nào ạ? Thế cái tivi đâu? Đêm qua uống với anh say quá, tôi ngủ tiếp đi không biết trời đất là gì nữa. Thằng Tèo đần nhà tôi ngủ quên không khóa cửa, đứa nào vào bê bất rồi. Thế là tôi không giúp anh thực hiện được phận sự rồi. Tôi ân hận lắm. Anh đừng oán trách lão già này nhé. Cho anh, đổi lấy cái gì? Đổi... Không nói đâu. Không nói đâu, hay dặn không được nói. Thầy đi đâu thế thầy? Trần đời, tao chưa thấy thằng nào ngu như mày. Ê. Tôi đi cô, ra trụ sở cho chú Na đỡ buồn. Đi nào. Đi nhá. Thắm lừa đảo. Quân mất dậy. Mày đi rồi. Mày đi rồi. Kìa, bố từ từ. Ông về đây. Mày đứng kia, cấm lừa vàng nhá. Thế nào? Mày đớp mấy xoạt người của ông mày có thấy ngon không? À, bố, bố bình tĩnh cái nào. Khốn nạn à. Mày lừa đảo cả tao hả? Mày không còn nể nữa này nhá. Bà cả nữa, hả? Con mời bố, con mời bố bắt rượu. Đây. Thôi nhá, này. Thôi đi. Dài. Đừng có lãng phí thế bố. Mình ở đây coi chừng còn lâu đấy. Phải biết tiết kiệm rượu, tiết kiệm thuốc. Tao. Con mời bố. Này, con nói thật nhé, đùn cái của nợ ấy cho bố là con đã tính toán hết cả rồi. Bố là người khôn danh nhất làng, đời nào bố chịu mất không mấy sọt bưởi. Thế nào bố chả tìm cách đánh tháo. Con nói thế có đúng không ạ?
Ông đã kịp đổi nó lấy con lợn choai rồi. À? Con biết ngay mà. Thế ông Liên, ông ấy có cha hỏi bố là đổi cái tivi đấy cho ai không? À, dĩ nhiên, nhưng mà đời nào ta nói. Ông ấy có giỏi ấy, thì tự ông ấy đi điều tra lấy. Nếu người lớn có hỏi cái tivi ở đâu, cấm cái ra được nói, rõ chưa? Rõ. Cấm chúng mày đi đâu, cứ phải đứa một thôi, không được gọi nhau. Để bác Liên bác ấy biết, đang tịch thu tivi thì chúng mình hết xem, biết rồi. Rõ chưa? Rõ. Chỉ có 10 kg thịt bọc hàm, chỉ có thế thôi. Tiếng nói lúc có lúc không, tôi giả lại cụ đấy. Này, giả là giả thế nào? Cửa đứt được suốt. Đấy, bà ơi, bà về, bà cứ vê thật lực mấy cái nút nhô ra là tức khắc nó dài ngay ra mà. Đúng rồi, cứ vê đi vê lại tức khắc nó dài ngay. Máy móc chả giả thế nào. Chào ông Liên ạ. Vâng. Chào bà. Ai nói với bác thế? Tôi một thân một mình sắm tivi làm gì? Bà đến tìm cụ Bưởi có việc gì? Tôi bà mang ảnh của ông nhà ra đây làm gì? Cứ ngắm cho đỡ nhớ mà. Bác
in, bỏ đó, có lỗ thủng ở đằng sau. Ông ơi, từ nay không được xem tivi nữa rồi. Lẽ ra bà cũng phải bị tạm giam ở ngoài trụ sở, nhưng vì là phụ nữ nên được ưu tiên tại ngoại. Chiếc tivi này sẽ được đưa về nhà tôi, đích thân tôi bảo quản. Bà hiểu chưa? May quá, cho tôi mượn cái xe. Tôi xuống huyện mời đồng chí Tâm về ngay để giải quyết vụ cái tivi. Càng để lâu, tang vật càng dễ bị tẩu tán. Mang lên cả dép nữa. Nhớ lên xe là phải không nhá? Ông lừa tôi. Ông nói dối là không làm sao đâu. Bây giờ tôi làm thế nào? Thật xấu hổ với làng, với xóm. Cứ tưởng ông nhà tôi được xem tivi, đâu ngờ ôi giời cao đất này ơi. Thôi, đừng khóc nữa. Chứ bà có muốn ông nhà mình được xem tivi nữa không? Này, ghé thay lại đây. Cứ thế nhá. Sau khi cái tivi ở lại làng mình rồi, khi bà đi xem nhớ mang theo ảnh ông ấy. Thế là ông ấy lại tiếp tục được xem tivi. Nhớ. Nhớ. Tôi nói với anh ấy rằng tôi chỉ có một thân một mình. Xem hay không cũng chả quan trọng. Cơ mà còn bà con làng xóm, còn lũ trẻ, nỡ nào phá mất cái vui của mọi người. Thế mà anh ấy xuôi đấy chị ạ. Thế nhà cháu có gửi bà chìa khóa không? Khổ, vội đi công việc ngày, chả kịp gửi. Chỉ dặn tôi phải đến nói ngay với chị là anh ấy đồng ý mua cái tivi này. Thế ạ? Ừ, hay là phá khóa đi, rồi chưa sao? Có lẽ phải thế, chứ còn gì nữa. Đây rồi, bà dẹp ra. Để đấy cháu. Mạnh lên tí nữa. À, được rồi. Bà vào trong này ạ. Cháu đã nói với nhà cháu nhiều lần, đừng để cho dân làng nghĩ là mình ác. Ấy vậy mà có nghe đâu. Chả hiểu sao bây giờ lại đồng ý để cháu mua cái tivi này. Khổ, của rẻ ngoảnh mặt đi cũng khó. Này, tôi đổi nó mất một con lợn chua đi. Thế à? Bây giờ đổi cho anh chị, tôi chỉ lấy có 7 con gà thôi. Là vì quý anh chị quá thể. Dạ, chả tính thiệt hơn. Từ nay bọn trẻ nhà cháu sướng phải biết. Ê chết, để cháu đi bắt gà cho bà. Được, cứ thư thả. Đi ra đi đi tụi mày ơi. TV ở đâu? Đi xem TV ở đâu? Cô hại tôi rồi. Đi không? Không, tôi cho ông mang TV đi đâu đấy. Tôi mua nó rồi. Ai cho bà mua? Ai được phép bán? Các người ghê gớm thật. Bà không có tôi ra gì phải không? Tránh ra. Em hiểu cho anh. Đây là chuyện pháp luật. Anh hứa sẽ dành dụm mua cho mẹ con một cái tivi khác, một cái tivi lương thiện. Anh hứa. Mọi người tránh ra.
Để cho tôi còn làm nhiệm vụ. Một thôn về, đâu tôi làm gì? Về. Đồng chí Túc, khóa cửa lại. Khi nào anh Tâm về, giao chìa cho anh ấy. Thôi bác Túc ơi. Đồng chí Tâm về. Bác Túc ơi. Không, bác Túc ơi. Đồng chí Tâm về. Đây rồi, anh Tâm về, Tâm về. Đây, bây giờ thì đồng như thế nào ạ? Bà con ơi, xả ra thôi. Nếu mà có đây, cả bà đó. Cười cái gì? Anh Tâm, tội tôi to lắm. Tôi làm hỏng tất cả mọi chuyện rồi. Tôi chỉ muốn ngô ra ngô, khoai ra khoai mà không được. Việc đồng chí tự ý bắt giam anh Na và cụ Bưởi vào đây cũng là vi phạm pháp luật đấy. Muốn cho nhân dân thực sự chấp hành luật pháp, cán bộ phải làm gương trước đã. Tờ biên bản anh lập hôm qua đâu? Mời anh. Mời bác. Bà. Tôi cũng vi phạm. Cho tôi kiến anh đây.